Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an đã triệu tập cô gái 23 tuổi là chủ tài khoản chuyển 200.000 đồng từ thiện với nội dung gây hiểu lầm là một cơ quan của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Ngày 19 tháng 9, tin từ Cục An ninh Chính trị Nội bộ A03 Bộ Công an đã làm việc với chị NKL, lao động tự do sinh năm 2001 trú tại Hà Nội. Trong quá trình làm việc, chị NKL khóc bày tỏ hối hận về hành động thiếu suy nghĩ của mình vì đã gửi tin nhắn với nội dung gây hiểu lầm là từ tập thể cán bộ của phòng giám đốc kiểm tra hai ủng hộ đồng bào bị bạo lũ dù không quen biết ai làm việc tại tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Cô gái 23 tuổi cũng đã gửi lời xin lỗi đến tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội và toàn thể cán bộ ngành tòa án, đồng thời mong muốn được nhận sự tha thứ qua vụ việc cục an ninh chính trị nội bộ Bộ Công an đề nghị người dân cảnh giác nhận diện và không đăng tải chia sẻ thông tin sai sự thật các trường hợp đưa thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống thiên tai gây hoang mang dư luận xã hội sẽ bị xử phạt nghiêm Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 17,5 độ vị Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 108,7 độ Kinh Đông, cách Quảng Bình, Quảng Trị, khoảng 190 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km h giật cấp 10, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km h trên, trên đất liền từ sáng 19 tháng 9, vùng đất liền ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, từ 62 đến 74 km h giật cấp 10, từ 89 đến 102 km h sâu trong đất liền có gió giật cấp 6, cấp 7. Cần đề phòng xuất hiện các ổ mây rông mạnh phía trước hoàn lưu bão. Trong điều kiện thời tiết xảy ra mưa rông mạnh, hệ quả đi kèm với nó là cây xanh gãy đổ, các mái tôn biển hiệu quảng cáo có thể bị thổi bay trong không khí. Dự báo có mưa lớn từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 ở khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm đề phòng mưa cường suất lớn trên 150mm trên 6 giờ ở khu vực từ Quảng Trị, Đà Nẵng trong ngày 19 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài trên diện rộng từ tối 17 tháng 9 tại huyện Nam Trà My, nơi từng xảy ra trận sạt lở kinh hoàng, làm hàng chục người thiệt mạng vào cuối năm 2020, hiện đã xuất hiện một số điểm sạt lở tại các khu dân cư và trên các tuyến giao thông. Địa phương đã huy động lực lượng theo dõi, khơi thông rãnh thoát nước, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đài khí tượng Thủy Văn tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày 18 tháng 9, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 70 đến 230 mm, riêng Trà Mi 357 mm, Tam Trà 341,4 mm, Hồ Nước Ron 317 mm, Tam Kỳ 270,6 mm, Kỳ Phú 270,4 mm, Tiên Phước 260 mm. Mưa lớn liên tục đã gây ra sạt lở đất tại một số địa phương miền núi trong đó nhiều nhất là tại huyện Nam Trà My, địa phương thường xuyên xảy ra sạt lở đất ở tỉnh Quảng Nam để đề phòng thiệt hại. Huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho các địa phương di rời khẩn cấp trên 60 hộ với gần 200 nhân khẩu đến nơi an toàn. Từ khuya 18 tháng 9 tại Nam Trà My đã ngớt mưa, tuy nhiên dự báo mưa sẽ quay trở lại khi bão số 4 vào đất liền các tỉnh miền Trung. Sáng 19 tháng 9 do ảnh hưởng của bão số 4 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn, gió mạnh, các địa phương chủ động phương án di rời hơn 3.700 hộ để đối phó lũ quét, sạt lở đất. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa lớn diện rộng phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi mưa to kéo dài như vườn quốc gia Bạch Mã 39 mm. Dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu ạ áp thấp nhiệt đới bão trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ sáng 19 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9 có mưa to, mưa rất to và giải rác có rông. Trong cơn rông đề phòng lốc xét và gió giật mạnh. Hiện nay các công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang ở mực nước thấp đảm bảo an toàn. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông, sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn. Trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế cập nhật công bố lên hệ thống Huế để người dân chủ động phòng tránh sạt lở đất. Các địa phương đơn vị chủ động phương án sơ tán di rời hơn 3.700 hộ với 13.600 khẩu để đối phó lũ quét sạt lở. Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương tỉnh Lào Cai đang tiếp tục tìm kiếm 22 người còn mất tích tại các huyện Bảo Yên, Bắc Hà, Bát Xát. Để công tác tìm kiếm cứu nạn thuận lợi nhanh chóng tại các địa bàn, các lực lượng cứu hộ đã đưa thêm máy xúc cùng chó nghiệp vụ vào hỗ trợ. Tuy nhiên, lượng đất đá vùi lấp lớn, địa bàn rộng hiểm trở, thời gian xảy ra lũ quét sạt lở đất kéo dài trên 7 ngày từ ngày 10 tháng 9 nên gặp rất nhiều khó khăn, nhiều nơi từ đêm đến sáng có mưa. Để công tác khắc phục thiệt hại sau thiên tai được thuận lợi, ngành giao thông, điện lực, viễn thông đã tổ chức lực lượng bố trí máy móc thi công ngày đêm. Tới nay toàn tỉnh đã cấp điện cho 100% xã, còn 42 thôn hiện chưa có điện. Hệ thống viễn thông tại các huyện cơ bản khắc phục xong 152 trên 152 xã phường thị trấn đã có sóng liên lạc. Giao thông đi một số tuyến còn khó khăn do khối lượng sụt sạt rất lớn, hiện vẫn còn ách tắc giao thông tại hai vị trí, tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, 8 vị trí, đường huyện xã quản lý còn 29 thôn, chưa lưu thông được. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ một người trình báo tin giả về việc bị cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu ngày 16 tháng 9, ông PVN 56 tuổi đến công an phường Long Bình, thành phố Biên Hòa trình báo về việc bị cướp xe máy cụ thể ông n cho biết mình chạy xe ôm đón khách từ cổng bệnh viện đa khoa đồng nai khi chạy đến đoạn đường vắng thuộc phường long bình bất ngờ một người lạ áp sát ông n rồi dùng vật nhọn dí vào sau lưng để uy hiếp cướp xe máy điện thoại cùng tiền và giấy tờ tùy thân rồi tàu thoát nhận được tin báo lực lượng chức năng xuống hiện trường khám nghiệm điều tra thông tin mà ông n cung cấp tuy nhiên qua điều tra lực lượng chức năng xác định không có vụ việc trên và nghi vấn ông n cung cấp thông tin giả làm việc với công an, ông N khai nhận do nợ nần nên đã mang xe máy đi bán để trả nợ. Tuy nhiên sợ gia đình phát hiện nên ông nảy sinh ý định báo tin giả mình đã bị cướp tài sản. Cơ quan công an khẳng định hành vi báo tin giả sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Bà Hoàng Anh, con gái Bầu Đức vừa chi ra khoảng 21 tỷ đồng mua vào 2 triệu cổ phiếu HAG. Bà Hoàng Anh đang có tài sản khoảng hơn 137 tỷ đồng, tính theo mức giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay của mã HAG bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức, tức Bầu Đức, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mã là HAG, vừa công bố đã hoàn tất mua 2 triệu cổ phiếu tính từ ngày 10 đến 18 tháng 9. Sau giao dịch, bà Hoàng Anh nâng tỷ lệ sở hữu tại Hoàng Anh Gia Lai lên 13 triệu cổ phiếu tương đương 1,23% vốn điều lệ với mức giá cổ phiếu HAG kết phiên ngày 18 tháng 9 là 10. 1.550 đồng một cổ, tổng giá trị cổ phiếu con gái bầu Đức đang nắm giữ tại Hoàng Anh Gia Lai là hơn 137 tỷ đồng. Theo thống kê giá giao dịch cổ phiếu HAG trong khoảng thời gian bà Hoàng Anh mua vào trung bình là 10.500 đồng một cổ phiếu, dự tính bà Hoàng Anh phải bỏ ra khoảng 21 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này. Bà Hoàng Anh là con gái đầu lòng của ông Đoàn Nguyên Đức bà Hoàng Anh lần đầu tiên được giới đầu tư biết đến với vai trò là cổ đông của Hoàng Anh Gia Lai vào tháng 8 năm 2021 khi chi gần 21 tỷ đồng để mua 4 triệu cổ phiếu HAG. Sau đó một tháng, bà Hoàng Anh nâng số cổ phiếu sở hữu lên 8 triệu đơn vị.